Đây là video hướng dẫn sử dụng phần mềm. Đầu tiên là về tổng quát các cái chức năng cũng như giao diện của phần mềm. Khi mà cài phần mềm xong thì các bạn truy cập vào góc màn hình, nếu mà các bạn không thấy phần mềm thì các bạn click vào đây một lần thôi. Rồi hiện ra giao diện chính của phần mềm. Để mà thêm bất kỳ một thiết bị nào, dù là của Arduino hay là OpenRGB hay là các cái thiết bị không dây, thì các bạn nhấn vào dấu cộng đây. Thì ở trong đây sẽ có tùy chọn là thiết bị có dây này, thiết bị không dây này, hoặc là OpenRGB này. Thì mình sẽ ví dụ với cái thiết bị mình đang hiện có ở đây là cái hub fan. Thì đối với hub fan hoặc là các thiết bị sau này của Arduino ấy, các bạn chỉ nhấn vào quét thì nó sẽ tự động phát hiện ra cái hub fan đây có phiên bản phần mềm này, vị trí com com này, các bạn không phải làm gì cả, nhấn add selected thôi. Thì phần mềm nó sẽ khởi động lại và nó sẽ hiện cái thiết bị Arduino Fan Hub, và ngay lúc này thì fan nó sẽ chạy luôn với cái hiệu ứng mặc định là Rainbow. Để tắt cái hub này đi thì các bạn nhấn vào đây, đèn nó sẽ tắt hết. Đấy, ở ngoài dashboard thì các bạn chỉ chỉnh được như này thôi. Nó ở đây có cái hiện connected là đang hiển thị trạng thái của cái hub fan. Nếu mà phần mềm bật lên mà các bạn mất kết nối hub fan như kiểu là không có điện này, hoặc là rút cổng USB ra thì nó sẽ hiện disconnect. Rồi, bây giờ về cái ứng dụng ấy, thì đầu tiên các bạn sẽ có thể chỉnh được những thứ từ ngoài dashboard, như là có khởi động cùng với Windows không này. Khi mà khởi động lên thì là ẩn hay là hiện lên này, thì các bạn chọn vào đây thì nó sẽ chạy ẩn ở góc và đèn LED vẫn sẽ tự động chạy. Nếu mà bạn nào sử dụng OpenRGB, tức là có các thiết bị khác mà muốn đồng bộ ấy, thì các bạn bật cái này lên, còn không thì tắt đi, nó sẽ không hiện các cái thông báo lỗi khi mà nó không tìm thấy phần mềm OpenRGB đang chạy. Tiếp theo là cái thông báo. Cái thông báo này là nó sẽ gửi thông báo khi mà các bạn bật hoặc là tắt automation, thì cái automation mình sẽ nói ở trong một video khác. Thì các bạn cứ bật nó lên. Tiếp theo là điều chỉnh về màu sắc của ứng dụng, thì ví dụ đây màu mặc định nó là màu tím này. Các bạn có thể chỉnh bất kỳ màu nào nhé. Đó, thì màu nó sẽ đổi theo. Ví dụ đây mình sẽ đổi thành màu cam đi. Đó, cái này nó chỉ là điều chỉnh về màu sắc ứng dụng thôi. Cuối cùng là về phần theme, tức là màu sáng tối, thì các bạn muốn hợp với màu của Windows các bạn chọn sáng hoặc là chọn tối tùy nhé. Đấy, mình vẫn để tối để cho nó dễ hợp với mắt mình hơn. Còn nếu mà ứng dụng có vấn đề gì, các bạn chọn đặt lại ứng dụng, nó sẽ xóa toàn bộ các cái thông tin về cấu hình. Đấy, cái này thì khi nào mà ứng dụng gặp lỗi nghiêm trọng thì các bạn mới chọn nhé, không thì thôi. Rồi, sau khi cài đặt các cái thứ mà hợp theo ý của bạn rồi, các bạn tiếp đến là cài đặt cho thiết bị, thì các bạn click vào. Đấy, thì cái thiết bị này nó sẽ hiện ra tất cả các cái tùy chọn của thiết bị, nó chỉ ở đây thôi. Đấy, thì mình sẽ đi từ trên xuống dưới, từ trái sang phải và chỉ ra những cái tính năng của nó. Đầu tiên là tên của thiết bị này, biểu tượng của nó này, cái chế độ output. Chế độ output này thì nó tương tự như việc là mắc nối tiếp hay song song các fan vậy. Nếu mà các bạn đang để chế độ là independent, tức là độc lập đây, thì các bạn sẽ tùy chỉnh được từng fan một ở góc, ở cái khu vực này. Ví dụ như là chọn fan 2 này, chọn fan 1 này, tắt fan 1 này. Đấy, thì fan 1 hiệu ứng nó sẽ đứng hết lại. Đấy, bật fan 1 này, điều chỉnh cái độ sáng cho từng fan này. Đối với các thiết bị khác như HV2, HV3 thì các bạn cũng sẽ có những cái cửa sổ để chỉnh như thế này nhá. Đấy, fan 2 này, fan 3 này. Đấy, còn khi mà các bạn đổi nó thành cái chế độ gọi là song song tất cả với nhau đấy, tức là các bạn chỉ cần điều chỉnh một ở một chỗ thôi, thì các bạn chọn đây. Đấy, thì nó sẽ hiện là Unifan, thì nó sẽ hiện ra là cái tất cả những thứ liên quan đến cái Unifan đấy. Thì ở đây các bạn có thể tắt, thì khi mà các bạn tắt ở đây ấy, thì toàn bộ các cái fan nó sẽ tắt hết, và tất cả các cái phần hiệu ứng điều chỉnh phía dưới này nó sẽ tác dụng lên tất cả các fan như y hệt nhau, như khi bạn điều chỉnh một fan vậy. Thì cái này nó sẽ thích hợp với những ai mà thích cái sự đơn giản thôi, tất cả đặt màu tĩnh này, hoặc là tất cả chạy theo giải màu này, tất cả nhảy theo nhạc này. Đấy, các bạn chỉ cần như thế thôi. Đấy, thì đấy là về cái khu vực này. Tiếp theo các bạn có thể rename, tức là đổi tên của nó đi. Ví dụ mình đổi thành fan hub 1 đi. Rồi, ok.
Đấy, hoặc là tiếp theo remove, tức là xóa nó đi. Thì các bạn chọn xóa thì thiết bị nó sẽ xóa vĩnh viễn luôn, không còn bất cứ một cấu hình nào liên quan đến nó. Đấy, thì tiếp theo là đến profile. Thì profile này là gì? Cái profile này thì nó sẽ lưu lại cái tất cả các cái cài đặt liên quan đến cái thiết bị fan hub này hoặc là thiết bị nào đấy tại thời điểm hiện tại. Và khi mà các bạn chỉnh sửa xong cái tất cả cái hiệu ứng mà theo ý bạn muốn, các bạn có thể chọn lưu cái profile mà các bạn muốn sử dụng về sau này. Đấy, ví dụ mình có thể là chọn fan hub default này. Đấy, thì đây là cái hiệu ứng fan hub default, là hiệu ứng mà Amino tạo sẵn ra. Thì nó sẽ như thế này. Thì bây giờ ví dụ các bạn chọn nó thành kiểu màu tĩnh đi, các bạn chọn màu xanh đi, xong bắt đầu các bạn lưu lại, đúng không? Thì khi mà các bạn chuyển sang profile khác ấy, thì nó sẽ chuyển sang profile khác, nhưng khi các bạn chọn lại thì nó sẽ quay về đúng màu tĩnh và màu xanh như thế. Đấy, cái này rất là tiện cho các bạn mà muốn đang dùng ở chế độ sáng theo màn hình hoặc là như thế nào đấy, các bạn muốn quay về màu tĩnh thì các bạn chỉ cần chọn cái profile này thôi mà không cần phải điều chỉnh bất cứ một cái gì cả. Các bạn có thể tạo thêm một profile mới, ví dụ mình tạo thêm một profile là màu xanh, màu đỏ đi, màu đỏ đi. Đấy, các bạn đặt tên người tạo như này. Tại sao phải đặt như này? Bởi vì ấy, sau này các bạn muốn chia sẻ profile này ấy, cho một người khác dùng thì nó sẽ có thông tin của bạn, thì nó sẽ có một chút cá nhân hóa hơn. Đấy, ví dụ đấy, mô tả như là chuyển tất cả led thành màu đỏ đi. Đấy, thì lúc đấy các bạn chọn cái profile này và các bạn chọn nó thành màu đỏ. Đấy, theo ý mình, độ sáng rồi tất cả mọi thứ như thế nào đấy. Hoặc là chế độ breathing này. Đấy. Hoặc là màu tĩnh này. Rồi các bạn chỉ cần bất kỳ trạng thái như thế nào nhé, các bạn lưu lại. Đấy, thì cái profile này sẽ được lưu lại. Thì khi các bạn chuyển sang cái lúc nãy mình chỉnh thì màu xanh đấy, bây giờ các bạn chuyển lại thành thì nó sang màu đỏ. Đây, nó sẽ rất tiện cho việc mà các bạn chia sẻ hoặc là các bạn lưu cấu hình. Rồi, đấy là về phần profile. Tiếp theo là các cái phần cập nhật firmware và cập nhật phần mềm. Thì cái này thì khi nào có phần cập nhật phần mềm thì mình sẽ làm video hướng dẫn. Tiếp theo là cái phần thông tin về cái cổng kết nối. Thì các cái này như ngày xưa thì Amino ẩn đi, nhưng mà bây giờ cho phép các bạn mở ra để các bạn có thể sử dụng các cái thiết bị của bên thứ ba, như là các cái bộ Ambilight của các cái cửa hàng khác bán ở trên Shopee này, hoặc là các cái thiết bị khác Adalight, Prismatic gì đấy, thì đều có thể dùng được với phần mềm của Ambino, miễn là các bạn chọn cái cổng COM này đúng và cái data rate này đúng. Đấy, thường là 115.200, nhưng mà của Ambino thì dùng rất là cao, 1 triệu bit trên giây cơ. Rồi, ok, xong cái hàng trên cùng này. Tiếp đến là cái cửa sổ này. Cái cửa sổ này thì khi mà các bạn chọn chế độ Union đi, đối với các cái thiết bị mà chỉ có một đầu ra như là Amino Basic, Amino cạnh bàn đi, thì nó sẽ chỉ có Union này thôi, tức là chế độ vì nó chỉ có một đầu ra mà, nhưng mà các cái thiết bị như là fan này đấy thì nó sẽ có độc lập, và hiệu ứng của thiết bị ở cái chế độ này và cái chế độ này nó khác hẳn nhau. Đấy, trừ khi các bạn chọn nó giống nhau thôi, còn nó sẽ là hai cái độc lập hoàn toàn với nhau. Đấy, thì bây giờ mình sẽ chuyển sang cái này cho để giới thiệu hết tính năng của nó. Ví dụ bây giờ mình cái fan một của mình ấy mà nó không, mình thấy là nó mình không muốn nó sáng theo màn hình nữa, thì mình hoàn toàn có thể chọn chế độ của nó thành chế độ sáng theo dải màu. Đấy, và chọn nó màu này chẳng hạn. Đấy. Thì lúc đấy mình chuyển sang fan 2 này. Đấy, nó sẽ hiển thị đúng cái trạng thái của fan 2. Fan 3 cũng hiển thị đúng trạng thái fan 3 nhé. Rồi. Thì tiếp đến là ở đây thì các bạn có thể chỉnh được độ sáng, chỉnh nhanh được độ sáng và bật tắt này. Đấy. Khi mà các bạn tắt một thiết bị ấy, thì cái hiệu ứng trong đây sẽ đứng lại, nhưng mà ở thực tế bên ngoài fan nó sẽ tắt đi. Bây giờ các bạn bật lên. Ở từng thiết bị này, kể cả thiết bị như này này hoặc là thiết bị dạng gộp output này, thì nó đều có cái tùy chọn như nhau. Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang cái gộp này để mình chỉnh cho nó trực quan. Thì các cái tùy chọn này mình sẽ nói từ trên xuống dưới. Let setup thì đây là sẽ điều chỉnh các cái hình dáng của thiết bị của bạn. Ví dụ cái fan này mà mình không cắm cái fan mà mình cắm một cái dây led, trong đó dây led đấy nó có 5 led, thì mình sẽ chọn 1 2 3 4 5. Đấy, next. Xong rồi các bạn chọn vị trí, ví dụ chạy từ phải sang trái đúng không? À, trái sang phải này.
thì như này, nhưng mà các bạn muốn nó chạy ngược lại đi thì vì các bạn dán theo chiều ngược lại mà, thì như này đấy các bạn next, và cái này cũng điền thông tin để cá nhân hóa, để sau này các bạn đều có thể chia sẻ các cái setup của bạn, ví dụ có những cái thiết bị mà Amino chưa hề biết và chỉ có ít người dùng thôi, thì các bạn lưu lại với cái tên riêng của nó để sau này giả sử có những người dùng ví dụ như tản RAM hoặc cái gì đấy mà người ta muốn dùng lại mà người ta không phải setup thì người ta lấy cái file này của bạn đấy, và bạn chọn đăng thì lúc đấy cái hình preview ở đây nó sẽ hiển thị theo cái mà các bạn đã cài đấy, và lúc đấy các bạn áp dụng bất kỳ cấu hình hoặc là màu như nào thì nó sẽ có cái hiệu ứng tương ứng truyền ra cái dây led như vậy. Nên bây giờ thì mình giả sử bây giờ các bạn muốn setup lại những cái fan thì các bạn chọn là bình thường thì các bạn sẽ phải chọn cái fan vòng cung như thế này đúng không? Nhưng mà như thế thì lâu. Các bạn reset đi. Các bạn chọn rectangle là cái shortcut đấy, nó sẽ chọn mình cái viền cho bạn thôi. Cái này nó sẽ rất tiện đối với những các cái thiết bị mà có cái sắp đặt led nó theo kiểu vòng vòng tròn như thế này. Đấy. Đấy, xong bắt đầu là các bạn nếu các bạn chọn neutral ấy, thì nó sẽ chọn từ không từ góc trên cùng này. Reverse thì không nó sẽ chạy ngược lại. Đấy. Nhưng mà khi mà các bạn biết được cái fan của bạn chạy từ vị trí nào và theo hướng nhìn từ đứng trước vào ấy, thì các bạn sẽ chọn như thế này. Đấy, ví dụ cái fan của mình cái vị trí led số 0 nó bắt đầu từ cái đoạn này cơ. Đấy, thì nó sẽ chạy một vòng như thế này vào vòng về. Đấy là mình nói đơn giản như vậy thôi. Còn cái video để hướng dẫn setup cái led này nó rất quan trọng và mình sẽ làm một video riêng. Đấy thôi các bạn next. Đăng. Đấy. Mình sẽ nói thêm về việc là tại sao mà các bạn phải chọn cái led setup như vậy ở trong những video sau. Ok, đấy là cái tùy chọn đầu tiên là led setup. Tùy chọn thứ hai là import và export thôi. Các bạn import cái hình gì, setup gì thì các bạn import, và export thì nó sẽ export cái led setup hiện tại tức là xuất ra đấy để các bạn chia sẻ cho người khác. Rename thì là các bạn đổi tên cái này. Đó nó không có gì cả. Để khi mà các bạn có quá nhiều thiết bị, các bạn không muốn nó cùng tên với nhau. Rồi ở cái thông tin cuối cùng là Advanced Setting. Thì ở trong Advanced này các bạn chỉnh được những cái gì? Cái đầu tiên ấy là cái ngưỡng màu đen. Cái này bạn nào dùng Ambilight từ những cái bản là Arylight cũ thì các bạn sẽ biết. Thì khi mà các bạn chỉnh cái này nó thấp quá ấy, thì cái màu đen nó sẽ không hoàn toàn đen được khi mà các bạn dùng Ambilight. Còn chỉnh cao quá thì màu đáng lẽ là màu hơi xám xám nhưng nó cũng chuyển thành màu đen rồi. Đấy là mình nói trực quan nó như vậy. Và mặc định các bạn cứ để 10 nhé. Nonlinear Ambilight này thì khi mà các bạn nó sẽ thay đổi độ sáng, nó không tuyến tính. Tức là khi mà có những cảnh mà thay đổi đột ngột từ đen sang trắng ấy, thì nó mới thay đổi trên LED thôi. Còn nếu mà thay đổi từ từ thì nó sẽ không tốc độ nó sẽ không nhanh bằng bình thường. Thì cái này các bạn cứ bật lên nếu mà bạn nào muốn thích đèn sáng, còn các bạn tắt đi thì các bạn nó sẽ sống động hơn, nó như là độ tương phản mình có chú thích ở đây. Tiếp theo là thứ tự đèn LED. Cái này thì các thiết bị của Amino đều được cài mặc định sẵn rồi, các bạn không nên chỉnh vì chỉnh nó sẽ sai màu. Còn bạn nào mà có mua các cái loại LED khác ở ngoài thị trường mà muốn dùng với phần mềm của Amino thì các bạn phải chọn lựa chọn lần lượt từng cái này và thử màu đến khi nào màu chuẩn thì thôi nhé. Tiếp đến là cái output tức là dòng điện và cường độ dòng điện ấy. Cái này để làm gì? Cái này để giới hạn cái cường độ dòng điện các bạn cho phép LED. Thứ nhất ấy, là để nguồn các bạn không bị quá tải. Thứ hai là để LED nó không bị ngả màu khi mà nó bị quá tải. Thì đối với các thiết bị của Amino thì cũng đã được setup sẵn rồi, kể cả phần cứng lẫn phần mềm. Còn nếu mà bạn nào dùng các thiết bị của bên thứ ba thì các bạn có thể điền theo cái nguồn mà các bạn đang có. Ví dụ như các bạn dùng LED 5V này, và cái nguồn của bạn các bạn đọc ở thông số đấy nó tối đa nó chỉ 2A thôi chẳng hạn, thì các bạn nhân thêm với hiệu suất của nó là 0,86 nữa thì nó cỡ 1,6A, thì các bạn điền vào 1600. Đấy thì cái này nó sẽ ảnh hưởng đến độ sáng tối đa của LED nha. Tiếp theo là cái này thì nó bị nhầm một chút, nhưng mà cái này nó là cái chế độ mà khi mà các bạn tắt máy hoặc là sleep, thì nếu các bạn chọn sleep thì khi tắt máy này hoặc là khi sleep ấy, thì LED nó sẽ tắt. Đấy, là như bình thường. Còn các bạn chọn Sentry tức là nó sẽ sáng. Thì sáng như thế nào? Sáng lấy màu ở đâu? Thì các bạn cài đặt và chỉnh tất cả các màu theo ý muốn các bạn muốn khi LED tắt nó như thế nào. Và các bạn nhấn vào cái nút Snap này cho mình. Đấy, sau khi nhấn vậy là được rồi. Thì lúc đấy các bạn vào
Các bạn chọn Sentry thì khi tắt máy thì nó sẽ chuyển từ cái màu đang sáng bình thường sang cái màu này và nó giữ mãi cho đến khi máy bật lại thì nó lại chuyển về hiệu ứng cũ. Đấy, cái này ngày trước ở app cũ cũng đã có rồi. Rồi thì như vậy là cái cài đặt về các cái đầu ra của cái hub hoặc là cái đầu ra của cái USB basic đấy thì nó đều thể hiện ở đây. Độ sáng này. Đấy, nó sẽ preview ngay ở bên đây nhé. Đấy, bật tắt như thế này nó cũng sẽ bật tắt cái led ở ngoài. Rồi, tiếp đến là cái bảng preview này thì không có gì, nó sẽ hiển thị tất cả ở đây như thế nào thì ở ngoài led như vậy. Nếu ở đây mà không giống với ở bên ngoài led ấy thì các bạn đang làm sai bước nào đó hoặc là cái phần cứng phần mềm có vấn đề. Tiếp theo là cái bảng này thì là điều chỉnh cái chế độ hiện tại mà nó đang chạy thì vẫn có những cái chế độ cũ như là sáng theo màn hình này. Thì đầu tiên mình sẽ nói về sáng theo màn hình. Sáng theo màn hình bây giờ ấy, thì về cái tính năng của nó thì không có gì khác nhưng mà các bạn sẽ tiện hơn rất nhiều. Ví dụ như là khi mà các bạn muốn nó capture màn hình ở phía bên trái đi, các bạn chọn vào left đi. Đấy, hoặc là bên trên dưới trái phải các bạn đều chọn được. Nhưng mà khi bạn nhấn custom này, các bạn có thể đấy kéo thả nó ở bất kỳ vị trí nào các bạn muốn. Giả sử cái fan này đi, mình muốn nó capture mình bên phải màn hình thôi vì cây mình đặt bên phải mà, thế các bạn. Đây, di chuyển như này, nếu mà các bạn bị quá ngoài như thế này nhé, các bạn nhấn save thì nó sẽ không bao giờ cho các bạn lưu. Đấy, các bạn phải kéo nó vào bên trong cái vạch màu da cam này. Đấy, cái cây mình nó to khoảng bằng này và nó bên phải màn hình. Mình chọn apply, đấy thì nó hiển thị ở đây và chỉ khi nào mình di chuyển cái cửa sổ này, đây mình lấy một cái cửa sổ khác đi. Đó, chỉ khi nào mình di chuyển sang bên này thì cái led này nó mới thay đổi thôi. Đấy. Thì nó dễ dễ dàng hơn ngày trước rất là nhiều. Còn khi mà các bạn chọn tiếp theo là cái độ mượt thì độ mượt này nó ảnh hưởng đến độ trễ của nó nhưng mà nó không phải là cái độ trễ bình thường, tức là 1 hoặc 2 giây sau nó mới sáng đâu, mà là nó độ trễ tức là cái độ delay của cái led cuối cùng của cái màu cuối cùng của cái led đó thì nó sẽ ra một cái hiệu ứng rất là mượt như kem ấy. Đấy thì bạn nào cứ tăng thử lên là sẽ biết. Ở đây mình sẽ không có preview để cho bạn xem. Nhưng mà các bạn về cứ đấy, còn nếu không thì các bạn cứ kéo về không thì tốc độ phản hồi nó sẽ nhanh nhất. Tiếp theo là cái white balance này thì có ba cái chế độ cài sẵn là warm này, natural này và cool này, thì nó cũng như white balance khi các bạn chụp ảnh ấy. Còn không thì nếu các bạn thấy nhiều màu đỏ quá, tức là nó ngả vàng nhiều quá thì các bạn giảm bớt màu này đi. Các bạn thấy nó ngả màu xanh lá nhiều quá ấy, thì các bạn giảm màu green đi. Còn nếu mà thấy màu xanh dương mà nhiều quá thì bạn giảm đi. Đấy, các bạn cứ kéo thả ba cái xanh này đến khi nào ấy, mà cái màu của cái đèn mà nó hắt lên tường hoặc là mắt bạn nhìn thấy ấy, nó đúng với cái màu của màn hình màu trắng nhất có thể thì lúc đấy cân bằng trắng của bạn đã chuẩn. Rồi về phần sáng theo màn hình nó vậy thôi, nó đơn giản bởi vì tất cả các cái cài đặt của nó thì do cái màn hình của bạn hiển thị cái gì thì nó hiển thị cái đó. Tiếp theo là đến cái color palette, tức là sáng theo dải màu đấy. Thì để mà cái fan này này mà các bạn thấy tại sao nó lại nhỏ này không? Bởi vì là cái hình dáng của cái vùng capture này nó không được chuẩn so với cái thật của fan, bởi cái fan này nếu mà hình bao của nó hình vuông mà thì các bạn muốn chuẩn ấy, thì các bạn phải setup như thế này. Đó thì cái fan nó sẽ động to lên. Đấy, đấy là cái mẹo. Các bạn chọn color palette này thì tại sao mà nó lại nháy nháy như thế này? Nó không chạy giống ngày trước đúng không? Thì bởi vì cái order của nó đang bị sai. Đây mình sẽ làm trước rồi mình nói sau. Sẽ này đi. Đó thì bây giờ nó sẽ chạy full một dải màu. Thì cái nguyên tắc của nó là cái dải màu này nó sẽ là từ 0 đến 1024 màu. Thì nếu mà cái fan của bạn, các bạn chọn cái vị trí ở cái phần order này, chọn các vị trí nào thì nó sẽ sáng ở cái màu đó khi mà màu đấy chạy qua. Ví dụ mình chọn nó màu không đi, mình chọn tất cả các cái led này sáng khi mà màu không chạy qua đi. Đấy thì nó sẽ chỉ chạy như này. Đấy, nó chỉ lấy cái màu đầu tiên khi mà được chạy qua thôi. Còn giả sử mình chọn cái khoảng của nó đi, khoảng là phía bên green này là từ 0 cho đến 300 đi, thì cái dải màu này dài 1024 đúng không? Các bạn cứ tưởng tượng dài 1 mét đi thì cái dải màu này nó sẽ lấy 30 phân. Đấy, 3 35 phân 7 đi của cái dải màu đang chạy đấy. Đấy thì cái hiệu ứng nó sẽ chạy dài như này. Còn khi mà các bạn lấy cả một cái dải màu nguyên, tức là 1 mét luôn, 1 mét màu luôn. Đấy thì các bạn kéo mắc này. Đấy thì nó sẽ chạy full một dải màu và không bị đứt đoạn ở chỗ nào cả.
À, cái này để làm gì? Cái này để giả sử các bạn có hai ba thiết bị cùng một lúc, hoặc là một cái fan ấy, một cái fan mà các bạn có nhiều fan đúng không, thì các bạn muốn cái fan một này nó chạy là nó lấy màu 0 đến 16 này, à, màu 0 đến 100 mấy mươi đi đấy. Còn cái fan 2 ấy thì các bạn lại muốn là nó chạy màu từ từ 16, tức là nối tiếp cái fan 1 mà, và cho đến 300 đi. Đấy, thì hai cái fan này nó sẽ đuổi nhau, nối đuôi nhau và chạy, và cứ như thế 10 fan thì các bạn chọn 10 vị trí khác nhau cho đến khoảng 1024 thì nó sẽ nối đuôi nhau. Tương tự các cái thiết bị ở trong góc máy của bạn như là led màn hình, led cạnh bàn, các bạn cứ chọn đúng cái vị trí mà nó nằm ở trên cái dải màu chạy từ 0 1024 đấy ấy, thì nó sẽ nối đuôi nhau và chạy. Cái đấy thì đối với các phần mềm khác thì gần như các bạn không thể setup được. Phần mềm này thì các bạn tùy ý thích chọn như thế nào cũng được. Đấy, và khi mà các bạn cảm thấy mà muốn không muốn custom này nữa, các bạn muốn chạy full giải mẫu, bạn nhấn vào đây thì nó sẽ chạy, các bạn chọn là quét tất cả các led và các bạn kéo full một giải mẫu này thôi. Đó thì nó sẽ chạy full tất cả các giải mẫu này. Đấy, đấy là cái cách mà setup. Rồi, cái phần sáng theo giải mẫu ấy thì còn một cái quan trọng và cũng là tính năng chính nữa của nó ấy. Thì à đây đây có tốc độ này. Cái tốc độ này thì nó có hai loại tốc độ. Ví dụ các bạn chọn tốc độ là các bạn bật cái tính năng đồng bộ hệ thống này lên ấy, thì khi mà các bạn điều chỉnh cái thanh này thì toàn bộ cái hệ thống của bạn bao gồm led màn hình, led cạnh bàn, tất cả các cái led mà các bạn có cắm vào máy ấy, thì nó sẽ đổi theo và nó chạy đồng bộ với nhau. Nhưng khi các bạn tắt cái đồng bộ hệ thống này đi thì cái thiết bị nào bị tắt ấy thì nó sẽ chạy tốc độ riêng của nó. Thì lúc đó thì cái này các bạn có thể tăng rất nhanh nhưng mà các thiết bị còn lại ở trong góc của bạn không thay đổi đấy. Còn khi bạn bật này lên ấy, đấy thì nó sẽ tự động đồng bộ với hệ thống. Đấy là về phần tốc độ thôi nhá. Còn về phần giải màu thì cái nào bạn chọn màu nào thì nó sẽ chạy theo màu đó. Đấy, nó không bị thay đổi gì cả. Đó, tiếp theo là rồi bây giờ tốc độ rồi, kiểu chạy rồi thì bây giờ đến màu. Đấy, đây là các cái màu mặc định và Amino đặt tên và lựa chọn ra theo cái thói quen người dùng. Thì bây giờ các bạn có thể chỉnh sửa chính cái màu đó là bằng cách là các bạn chuột vào và các bạn chọn edit này. Đấy thì nó sẽ hiện ra cái giải màu này. Các bạn chọn edit bằng cách nào? Bạn chọn bất kỳ màu nào bạn muốn từ bảng này này, hoặc là tích vào những màu có sẵn này. Đấy, và các bạn vẽ, các bạn giữ chuột trái nhé. Các bạn gì đến đâu nó sẽ ra màu đến đấy. Ví dụ mình chọn màu tím hết thì nó sẽ không chạy gì cả, nó toàn màu tím đúng không? Đấy, nhưng mà nếu mà các bạn thêm một tí màu đen vào để làm nền cho nó đi. Đấy, một tí màu đen này, một tí màu đen này. Đó thì bắt đầu nó sẽ chạy và nó đuổi như này. Giả sử các bạn thêm một chút màu xanh lá vào. Đó. Vào chính giữa cái thằng màu tím này. Đó thì nó sẽ có một thằng xanh lá chèn vào giữa rất là trực quan đúng không? Cái này không có gì khó cả, ai cũng làm được. Đấy. Đấy là về phần chỉnh sửa cái màu hiện có. Và sau khi bạn chỉnh sửa thì hẳn nhiên các bạn sẽ mất cái màu cũ của nó đi, nhưng mà nếu mà bạn muốn lấy lại màu cũ thì các bạn có thể liên hệ với nhân viên của Ambino sẽ gửi cho bạn cái giải màu này, và lúc đó ấy, các bạn chọn import. Đấy, import cái giải màu Ambino gửi cho bạn thì các bạn sẽ có lại giải màu đấy. Và những cái giải màu này thì sẽ có những người tạo ra và chia sẻ rất nhiều trên cộng đồng Ambino nhé. Rồi, bây giờ tạo một giải màu mới thì các bạn chọn create new cho mình. Đấy, đây là do cho creator này muốn tạo một giải màu và để chia sẻ này. Đấy thì các bạn chọn theo tùy hứng thôi, hoặc là các bạn có thể lên những trang Color Hunt này hoặc là Pinterest để các bạn tìm ý tưởng màu. Đấy, và không phải chỉ có những màu giới hạn trong đây đâu nha, các bạn có thể lấy giải màu và ở bên ngoài và copy cái code dán vào đây, hoặc là các bạn dùng cái công cụ pick màu này, các bạn di chuyển vào một cái cửa sổ web và các bạn pick màu tại đấy. Ví dụ mình lấy cái màu da cam này đi. Đó thì lúc đây cái bút của mình đang có màu da cam, mình sẽ tô màu da cam vào đây. Đó, và tiếp theo mình lấy màu đen đi. Đó. Và bắt đầu mình tô màu đen. Đấy. Và để mà cái này khi các bạn nhấn tạo mới thì các bạn bắt buộc phải đặt tên người tạo các thứ cho nó. Đấy, thì các bạn được tạo ra một giải màu mới này, muốn apply nó thì các bạn chọn vào đây. Đấy, nó sẽ chạy đúng cái giải màu các bạn vừa tạo ra. Để xóa giải màu thì đây, chỉ delete đi thôi, nó sẽ nhảy về mình giải màu mặc định. Rồi. Share là các bạn export ra đấy, tức là các bạn share cho người khác đấy. Thì cái định dạng giải màu này là color palette nha. Đấy, các bạn đổi tên cho nó. Và
đấy, nó sẽ lấy cái tên mà lúc nãy các bạn tạo, hoặc là bạn thích đổi tên nào cũng được. Và trong cái file màu này nó sẽ lưu thông tin của bạn đấy, nên là khi mà các bạn di chuột vào đây nó sẽ hiện tên của người tạo ra nhé. Rồi bây giờ đến đấy là phần color palette. Tiếp theo là đến sáng theo nhạc, thì sáng theo nhạc thì riêng cái phần màu ấy thì nó sẽ y hệt như bên sáng theo giải màu thôi, nó vẫn sẽ lấy màu đấy thôi, nhưng mà vì nó sẽ không sáng hiện tại vì nó không có nhạc. Thì để mà chọn nhạc thì đầu tiên các bạn chọn cho mình cái thiết bị âm thanh mà muộn là nháy theo. Đây các bạn, ví dụ mình đang chọn cái output này đấy, mà khi có nhạc thay đổi đấy thì nó sẽ nháy. Hiện tại ấy, tại sao nó chỉ nháy có một 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 tất cả nháy theo một như thế này, bởi vì là cái chế độ đang là chế độ visualizer này, là sáng theo tần số, và cái tần số của nó đang chọn là bass, tức là chỉ sáng theo bass thôi đấy, nên là nó mở. Để mà chọn tần số bất kỳ, các bạn cứ tưởng tượng mỗi led ở trên đây nó đại diện cho một tần số đi, thì các bạn chọn custom cho mình. Các bạn quét tất cả các led này, các bạn chọn khoảng của nó từ 0 đến 1024 đi, 1023, thì mỗi một led này nó sẽ đảm nhiệm một dải tần số khác nhau và chia đều cho cái khoảng đấy. Đấy thì khi đấy, thì khi các bạn có một thay đổi về âm thanh này đấy, thì cái vùng led này nó đang sáng theo cái tần số của cái âm thanh mình vừa chạy đấy. Đấy thì ví dụ đây là sẽ là bass này, đây sẽ là mid này, mid là cái tiếng vừa rồi này, đây sẽ là treble này. Đấy đấy là ví dụ dễ hiểu nhất cho cái chọn tần số này. Còn bạn muốn tất cả này sáng theo một hoặc một vài tần số thôi thì tương tự như giải màu, các bạn chọn khoảng nó từ 0 đến 16 này, đấy, 0 đến 100 mấy đi. Đấy rồi cái led thứ cái fan thứ hai bạn cũng chọn nối đuôi như vậy, thì cả một cái cây của bạn có 10 cái fan ấy, thì mỗi fan nó sẽ đại diện cho một khoảng khác nhau, thì lúc đấy cái hiệu ứng nháy nó cực kỳ sinh động. Đấy mình thời lượng video có hạn nên mình sẽ không chỉ cách như thế nào cho đẹp, bởi vì cái đấy thẩm mỹ của mỗi người. Đấy bây giờ mình sẽ chuyển sang cái chế độ thứ hai là Vumeter, tức là nó sẽ gọi là nháy sập sình này. Đấy thì hiện tại cái chế độ này thì rất nhiều cách để chỉnh, và nếu mà không chỉnh không đúng ấy, thì nó sẽ rất khó nhìn. Thì có thể chỉnh được gì ở những cái chế độ này? Đầu tiên là cái chế độ nhảy first với last. First tức là nó nhảy từ đầu đến cuối led, last là nhảy từ cuối về đầu. Floating tức là nó chạy giữa giữa cái dây led đấy. Thì bây giờ các bạn chọn cái tần số, ví dụ các bạn chọn cái cột này đi, nó là sáng theo cái tần số số 10 đi, là khoảng giải bass đi, sắp bass gì đấy. Đấy thì khi mà các bạn phải chọn xem là ngang hay dọc nha, ví dụ dọc là chạy thẳng đứng nha, ngang là chạy ngang như thế này nhá. Thì ví dụ mình chọn số 10 thì theo chiều dọc thì mình phải chọn dọc đấy, và mình chọn 10 đấy. Thì khi mà các bạn chọn floating chẳng hạn đấy, thì nó sẽ nhảy lơ lửng ở đây. Còn nếu mà các bạn chọn first hoặc last đấy, đấy thì nó nhảy từ đầu nhảy đi đấy. Cái này do là cái fan này nó không phù hợp cho cái việc chọn tần số như thế này, cho nên là mình sẽ không chỉ kỹ về cái view meter ở đây. Nhưng mà mình đến cuối video mình sẽ có một đoạn mà mình sẽ chỉnh theo một bài nhạc, và các bạn sẽ xem nó nhảy như thế nào nhé. Tiếp theo là cái chế độ tiếp theo, đấy là chế độ màu tĩnh. Thì màu tĩnh giờ nó sẽ có nhiều kiểu màu tĩnh hơn là một. Ví dụ màu tĩnh đơn giản nhất là như thế này. Đấy, các cái màu cài sẵn khá là nhiều màu. Nhưng mà nếu bạn muốn thêm màu nào ấy, nếu bạn chọn Add New nhé, thêm mới, chọn màu bất kỳ mà bạn thích. Nhưng mà còn confirm nó sẽ nhảy lên đầu như thế này. Và các bạn chọn cái thêm về sau thì nó sẽ nhảy lên đầu cho các bạn dễ chọn. Ok, đấy là ở chế độ tĩnh tĩnh hoàn toàn về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tiếp theo chế độ sáng dần tắt dần đi. Thì cái tốc độ này nó sẽ quy định cái tốc độ sáng dần tắt dần của led. Đây các bạn nhìn mô tả đây, các bạn muốn nó nháy nhanh ấy, thì các bạn kéo càng thấp thì nó nháy càng nhanh nhé, và các bạn thấp nhất thì nháy nhanh nhất như kiểu là đèn nháy vậy. Càng dài thì càng chậm, chậm đến mức mà có khi phải vài phút nó mới nháy xong ấy. Đấy cái này thích hợp cho những bạn nào mà không thích bị làm phiền. Tiếp theo là gradient, cái này là một cái mới. Thì cái này bạn nào mà làm Photoshop hoặc là làm các cái phần mềm về vẽ hoặc chỉnh sửa ảnh thì sẽ biết là gradient này thì nó sẽ là phối hợp của hai màu, và hai màu này thì là hai màu bất kỳ ở trong cái giải màu. Thì hiện tại là màu hồng với màu hơi hơi hồng, màu be đi.
Đấy thì nó sẽ tạo ra một cái màu đều như này. Cái này sẽ thích hợp với những bạn mà không thích led nháy mà chỉ thích là màu nó đổi dần từ màu này sang màu kia ở hai hai phía của cái màn hình thôi. Đấy. Để mà xóa này hoặc là thêm mới thì các bạn chọn cái màu đầu tiên cho mình. Màu thứ hai, nói chung cái này tùy. Đấy thì nó sẽ có một cái màu như này. Hoặc là các bạn chọn. Đấy nó sẽ đổi màu từ đó đến tím như này. Và cái thứ tự của cái led lấy ở đâu trong dải màu nó cũng sẽ lấy ở cái sáng theo dải màu. Tiếp theo là chế độ Gibson Selection, chế độ này mới hoàn toàn. Và sắp tới có lẽ sẽ rất nhiều bạn dùng, tức là các bạn sẽ lấy được một ảnh động GIF bất kỳ ở đâu cũng được, miễn là đôi GIF độ phân giải này thì bất kỳ luôn. Rồi tốc độ khung hình cũng bất kỳ luôn, các bạn lấy ở đâu cũng được. Và đây là vị trí capture này, full này, trái này, phải này, trên này, dưới này. Đấy thì cái này là chọn nhanh, ví dụ các cái thiết bị của bạn bạn biết chắc chắn vị trí của nó ở đấy thì các bạn chọn. Còn không thì phải custom, ví dụ như các fan ở trong cây thì nó mỗi cái ở một góc. Đấy. Thì mỗi bạn một kiểu. Mình không đoán trước được nên là mình sẽ cho các bạn custom thoải mái. Và cái ảnh động này thì các bạn chỉ việc chọn ảnh động thôi. Và mỗi một thiết bị, mỗi một đầu ra nhé, nó sẽ đang chạy hiệu ứng độc lập với nhau, không liên quan gì đến nhau. Và chọn một hình động khác hẳn nhau luôn, chạy đồng thời luôn. Nếu mà các bạn muốn mà tất cả các cái fan ở trong cùng một cái thiết bị này mà chạy cùng một hiệu ứng ở một thời điểm ấy, thì khi mà các bạn đổi hiệu ứng ở một fan, giả sử mình đang đổi hiệu ứng ở fan 1 này, mình chọn là sáng theo màn hình này, mình muốn tất cả các cái fan ở trong cái này đều sáng theo màn hình mà vẫn giữ nguyên vị trí và không phải chuyển về chế độ đồng bộ ấy, thì mình chọn Shadow Output. Đấy thì tất cả các cái fan ở đây nó sẽ sáng theo màn hình. Đấy. Và các bạn muốn tất cả các thiết bị ở trong cái góc của các bạn sáng theo màn hình luôn ấy, thì các bạn Shadow Device thì tất cả thiết bị các bạn hiện có nó sẽ sáng theo màn hình luôn. Mà các bạn không cần phải thoát ra này rồi là vào thiết bị mới. Cái này là một cái điểm mới. Rồi và một cái nữa là giả sử sáng theo dải màu đúng không? Các bạn đổi một cái dải màu thành Rainbow nhưng mà hiện tại các bạn chỉ áp dụng cho fan 1 thôi. Các bạn muốn tất cả các cái fan đều sáng theo cái dải màu các bạn vừa chọn đúng không? Các bạn chọn Set All Output ở ngay đây, chuột phải vào nhé. Đấy, thì tất cả các cái fan ở đây nó sẽ cái dải màu của nó đã chọn là Rainbow rồi đấy. Đấy, đã chọn là Rainbow rồi đấy nhưng mà cái chế độ nó chưa đổi thì đầu tiên các bạn phải chọn Set All Output đã. Thì đấy, tất cả các output này nó đều sáng theo Rainbow và cái vị trí custom này này nó đang riêng biệt nhé. Đấy, tất cả mọi thứ các bạn chỉnh riêng biệt, không có cái nào giống cái nào cả. Như thế mà nó mới tạo ra một cái đa dạng ở trong cái cây được. Còn nếu các bạn muốn đồng bộ và đơn giản thì các bạn chỉ việc chuyển này thôi. Đấy là nó đồng bộ hết. Cho phép các bạn tùy chỉnh. Và cái chế độ ảnh động thì có thêm vào là cái sáng theo đây các bạn chọn cái ảnh động nào cũng được. Sau khi bạn thêm vào nó ở góc này. Đấy các bạn chọn nó chạy và ở đây các bạn điều chỉnh tốc độ của nó nhé. Các bạn chọn càng cao nó lại càng chậm. Bởi vì cái khoảng delay giữa hai khung hình nó càng cao. Và ở trong đây nó chạy như thế nào, ở ngoài fan các bạn chạy phải y hệt như thế, không bao giờ được sai. Nếu sai là có vấn đề. Rồi ok. Nếu mà thêm ảnh này đi. Đấy. Và tại sao phải có những cái kiểu vị trí khác nhau? Đấy, giả sử fan 1 của mình này. Mình muốn ở đầu cái ảnh này. Và nó sẽ lấy cái mình muốn nó ở đầu cái rồi. Đây. Không hiểu Windows bị lỗi gì mà nó không hiển thị cái thanh di chuyển. Cái này là chắc là do cái phần mềm OBS nó capture. Đấy, mình muốn fan 1 nó chạy từ đầu. Bắt đầu đến fan 2 này. À từ từ trước khi đấy thì mình set chế độ này cho on output đi đã. Rồi, fan 2 sáng theo ảnh động này. Set cũng set on output luôn. Là chạy theo ảnh động đã. Khi mà các bạn set on output một cái ảnh động ấy thì nó sẽ đợi một lúc bởi vì nó khá là nặng. Nhưng mà không sao, đợi một lúc nó sẽ set xong rồi. Đấy và cái fan 2 thì vị trí nó ở ở trên trên cái fan 1 một chút. Đấy, fan 1 ở đây này, fan 2 ở đây này. Fan 3 này, nó ở góc bên này. Đấy.
Đấy, fan 4 nó ở góc bên này. Cứ tương tự như vậy, các bạn sẽ có một cái fan mà capture mỗi cái fan một vùng khác nhau. Đấy, và như thế thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng mà gần như là độc nhất luôn, không ai có. Và cái hành động này các bạn tải ở đâu cũng được, trên Gifter hoặc là Giphy hoặc là bất kỳ ở đâu, miễn là hành động. Hoặc kể cả các bạn có lấy một cái video của chính bạn, các bạn tạo thành một cái ảnh động cũng cũng chạy được luôn. Và bạn nào biết về After Effects này, hoặc là biết Photoshop, có thể tạo một cái ảnh động và tự sáng tạo hiệu ứng cho nó luôn. Cái đấy thì rất tuyệt vời. Và không những ảnh động nhé, mà có thể ảnh tĩnh luôn. Ảnh tĩnh nó cũng cũng chọn được luôn. Mình lấy một cái ảnh tĩnh ví dụ. Tĩnh này chẳng hạn. Đấy, lấy cái ảnh tĩnh này. Bạn chọn vào nó cũng sáng theo ảnh tĩnh này luôn, và các bạn di chuyển vị trí. Đấy thì nó sẽ sáng theo vị trí đấy luôn. Thì cái này bạn nào thích sáng theo màu tĩnh đây, thì các bạn chọn một cái ảnh tĩnh và chọn mỗi fan một cái vị trí, nó sẽ capture lại nguyên cái ảnh đó. Cái này sẽ rất hay nếu bạn nào mà muốn sáng tạo nội dung. Rồi thì vậy là mình đã giới thiệu qua tất cả các cái tính năng của cái tính năng chính của phần mềm, còn rất nhiều các cái về sử dụng về chuyên sâu nữa, và tất cả nó ở trong cái phần Let's Setup này. Đấy thì mình sẽ giới thiệu các bạn trong những video sau nhé.